Thưa quý vị, sáng ngày 9 tháng 6, Hiệp hội Doanh nghiệp Tây Ninh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh, Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh tổ chức chương trình Cà phê Doanh nhân thường kỳ lần thứ 5 với chủ đề Doanh nhân Tây Ninh trong thời kỳ mới và PCI từ góc nhìn doanh nghiệp. Đến dự có ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh thông báo đến doanh nghiệp kế hoạch số 218 của Tỉnh ủy Tây Ninh thực hiện nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và những cơ hội cho nhà đầu tư. Kết quả BCI năm 2023 của tỉnh Tây Ninh, những nội dung doanh nghiệp đánh giá tốt và cần tiếp tục cải thiện. Năm 2023, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đạt 67.80 điểm, vị trí thứ 20 trong bảng xếp hạng, tăng 35 bậc so với năm 2022 và chỉ số xanh cấp tỉnh tăng 23 bậc, vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng. Doanh nghiệp thảo luận đề xuất các giải pháp để nâng cao hơn chỉ số PCI của tỉnh như yếu tố con người, vai trò của người lãnh đạo, cá nhân mọi cán bộ viên chức trong việc cải thiện chỉ số PCI. Hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư về thuế, môi trường, đất đai, tiếp cận chính sách trong đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển mạnh và bền vững, từ đó tiếp tục nâng cao chỉ số PCI của tỉnh trong những năm tiếp theo. Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh đặt hàng Hiệp hội Doanh nghiệp Tây Ninh tiếp tục làm cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, nâng cao vai trò hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp.